Ừ, cái vỏ cái su su đựng su su á. Vỏ này đựng cái vỏ kia kìa. Vỏ có su su hả nào? Mấy em này mình sẽ sẵn đi gửi đi cho khách ở Thái Bình nha anh em ơi. Con gom gom con nó lại. Ăn. Dạ. Con nữa nhảy nhảy nó sợ này dữ lắm. Cầm dây nó đây ha bà. Ý con giật con vụt à. Ý trời. Nè. Chứ lên nó nhảy tới nhảy lui nó sợ mà. Em này 9 tháng mà 4,5 hết rồi nha anh em. Úi. Bỏ cái thằng hoài. 9 tháng là vô 4,5 hết rồi đó. Bỏ cái bông bông. Nó sắp chui vô bồn rồi. Chui vô bồn rồi. Chui vô bồn rồi. Rồi đang ở đây quay làm kỷ niệm cái rồi giao cho khách. Ui. Rồi giao khách. Kỷ niệm mấy trăm nguyên thời. Rồi.